Nhân dịp kỷ niệm 51 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, kỷ niệm 50 năm trao trả phi công Mỹ, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2023, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày chuyên đề Thang âm của chiến, nhằm giúp công chúng hiểu hơn sự khốc liệt của những cuộc tập kích chiến lược bằng không quân và hải quân Mỹ khi leo thang phá hoại miền Bắc, tái hiện cuộc sống sinh hoạt, lao động của quân dân Hà Nội cuối năm 1972. Với tinh thần đoàn kết chiến đấu và phục vụ chiến đấu vượt qua mất mát, đau thương, làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Trưng bày cũng giới thiệu cuộc sống của các phi công Mỹ trong trại tạm giam Hỏa Lò, cùng mong muốn chấm dứt chiến tranh để trở về với gia đình. Tôi rất xúc động và tự hào được dự một cái triển lãm, một phần của cái lịch sử của nhà lao Hỏa Lò. Đây là biểu hiện của một tinh thần quật cường vĩ đại của dân tộc và trong suốt hàng nghìn năm nay để mà chống ngoại xâm. Cái thứ hai là thể hiện cái tính nhân đạo rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với các tù binh Mỹ. Trưng bày chuyên đề Thang âm của chiến được thể hiện qua ba nội dung: khúc ca chiến thắng, dòng ký ức và chung tay hàn gắn. Tại trưng bày, du khách cũng có dịp chứng kiến một số bức thư và tranh vẽ của một số phi công Mỹ từng bị tạm giam tại trại giam Hỏa Lò và một số trại giam khác. Trưng bày chuyên đề Thang âm của chiến mở cửa từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò. Vâng, thưa quý vị, trong cụm tin vừa rồi thì từ khóa đầu tiên mang tên là Thang âm cũng đã được hé lộ. Và điểm nhấn của trưng bày này đó chính là khách tham quan thì có thể trải nghiệm một mô hình lớp học thời chiến với mái rơm này, bàn ghế gỗ, đèn dầu hay là túi cứu thương, những vật dụng mà vô cùng quen thuộc trong thời chiến mà bất kể học sinh nào cũng có thể mang tới lớp. Và với hoạt động này thì cũng giúp cho những du khách của chúng ta có một trải nghiệm vô cùng chân thực cũng như là hiểu hơn về lịch sử hào hùng của Việt Nam.